Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 9 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Đảng Cộng sản Việt Nam dán nhãn khủng bố cho đối kháng chính trị. Bộ Công an của Việt Nam vào hôm 5 tháng 1 năm 2021 đã ra thông cáo chính thức xếp nhóm Triều Đại Việt của người Việt Nam tại nước ngoài vào danh sách khủng bố, đồng thời buộc nhóm này đã tuyên chuyển hàng chục ngàn đô la, hàng trăm triệu đồng về nước để thực hiện các hoạt động khủng bố. Thông cáo báo chí được đăng trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công an viết như sau. Căn cứ vào pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế, Bộ Công an thông báo về tổ chức đã và đang tiến hành hoạt động khủng bố như sau. Tổ chức khủng bố Triều Đại Việt do các đối tượng nguyên là thành viên tổ chức khủng bố Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, thành lập vào tháng 1 năm 2018, trụ sở đặt tại Canada, trang web và các kênh truyền thông Triều Đại Việt, Free Beaver, Hoàng Kỳ, Giải Độc Chính Trị, Việt Nam Today, Việt Nam Tự Do, Radio Tiếng Nói Quốc Dân, Phụng Nguyễn, vân vân và tin tức hàng ngày TV24. Đây là hình ảnh chụp màn hình thông báo của Việt Nam và gọi tổ chức này là khủng bố Triều Đại Việt vào hôm 5 tháng 1 trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công an Việt Nam. Các đối tượng cầm đầu chỉ huy gồm Ngô Văn Hùng, sinh năm 1952 tại Tiền Giang, quốc tịch Canada, tự xưng là Tổng Tư lệnh Triều Đại Việt; Trần Thanh Đình, sinh năm 1957 tại Nam Định, quốc tịch Đức, tự xưng là Phó Thủ tướng; Ngô Mạnh Cương, sinh năm 1961 tại Thành phố Hồ Chí Minh, quốc tịch Pháp, tự xưng là Tổng cục trưởng Tổng cục đặc nhiệm; Huỳnh Thanh Hoàng, sinh năm 1976, quốc tịch Mỹ, phát ngôn viên Triều Đại Việt. Phương thức hoạt động như sau: bạo động vũ trang với phương châm đốt sạch, giết sạch, phá sạch, cướp sạch và hỗ trợ tiền, chỉ đạo các cơ sở trong nước tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại, kích động người dân xuống đường biểu tình, bạo loạn, cướp chính quyền. Tổ chức khủng bố Triều Đại Việt đã gửi hàng chục ngàn đô la, hàng trăm triệu đồng cho các đối tượng trong nước mua sắm vũ khí, chế tạo bom mìn, may cờ, in chuyển đơn, khẩu hiệu phản động. Và Triều Đại Việt là tổ chức khủng bố, do đó người nào có hành vi tham gia tuyên truyền, lôi kéo, xúi dục người khác tham gia, tài trợ và nhận tài trợ của Triều Đại Việt, tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do Triều Đại Việt tổ chức hoặc hoạt động theo chỉ đạo của Triều Đại Việt là phạm tội khủng bố, tài trợ khủng bố và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam. Cùng với thông báo về tổ chức khủng bố Triều Đại Việt, Bộ Công an Việt Nam còn công bố văn bản đi kèm là các thông tin về tổ chức khủng bố Triều Đại Việt và các hoạt động khủng bố như lý lịch cá nhân 4 đối tượng cầm đầu tổ chức khủng bố Triều Đại Việt ở nước ngoài, bản án sơ thẩm, lý lịch cá nhân đối tượng tham gia tổ chức khủng bố Triều Đại Việt và hình ảnh các hoạt động khủng bố của tổ chức khủng bố Triều Đại Việt. Đây là hình ảnh chụp màn hình danh mục thông tin liên quan đến tổ chức khủng bố Triều Đại Việt trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công an Việt Nam. Vào ngày 20 tháng 6 năm 2018, một số thành viên bị chính phủ Việt Nam cáo buộc là nhóm Triều Đại Việt đã tiến hành vụ gây nổ tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Vụ nổ đã khiến một cán bộ bị thương và thiệt hại vật chất được cơ quan chức năng nói là hơn 349 triệu đồng. Đến ngày 22 tháng 9 năm 2020, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án tổng cộng 196 năm tù đối với các thành viên nhóm Triều Đại Việt và cáo buộc đã tham gia gây nổ ở trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình vào ngày 20 tháng 6 năm 2018. Trong số những người bị kết án, ông Nguyễn Khanh, 56 tuổi, chịu án tù nặng nhất là 24 năm với tội danh khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ. Vào ngày 5 tháng 7 năm 2018, một số thành viên khác cũng tiến hành một vụ gây nổ tại trụ sở Công an tỉnh Hậu Giang, không có báo cáo về thiệt hại nhân mạng cũng như vật chất trong vụ này. Một vụ khác được nói đã xảy ra ở Minh Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, nhưng người gây nổ đã chết trong quá trình điều tra, nên cơ quan chức năng nói không có cơ sở để truy cứu trách nhiệm hình sự. Trả lời phỏng vấn của đài FA vào hôm 6 tháng 1 về việc Bộ Công an Việt Nam đưa nhóm Triều Đại Việt vào danh sách khủng bố, ông Ngô Hùng, tức là Ngô Văn Hoàng Hùng, Tổng Tư lệnh Tổ chức Triều Đại Việt cho biết như sau. Ngày hôm nay, Cộng sản Việt Nam đang đề cập đến Triều Đại Việt. Câu chuyện này thì tôi thấy rằng đối với chính quyền Cộng sản Việt Nam thì thật ra không hợp pháp từ lâu. Chính vì quan điểm này, nếu muốn phản biện thì thật ra những lời của họ đưa ra và ghép tội khủng bố thì việc dùng hai từ khủng bố đã là bằng chứng cho thấy họ chẳng hiểu gì cả. Đứng về luật pháp cũng thế, vì chúng ta nói trên trung thực mang tính chất công pháp quốc tế thì khi dùng từ khủng bố phải định nghĩa cho đúng từ khủng bố. Thế mà Cộng sản vẫn dùng từ khủng bố,
những ai có hành động chống lại thì cho là khủng bố. Theo ông Ngô Hùng, nhà cầm quyền Việt Nam từ khi miền Bắc lọt vào tay Cộng sản Bắc Việt và tiếp tục đến năm 1975 lọt vào tay miền Nam của họ nhưng không dựa trên căn bản của lá phiếu từ người dân. Đây là hình ảnh chụp màn hình công bố danh sách tổ chức cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố của Việt Nam hiển thị cùng danh sách chỉ định của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công an Việt Nam. Cả hai cuộc chiến đều không hợp lệ, nhưng những ngày qua, chính quyền Việt Nam vẫn dùng hai từ khủng bố để gắn ghép cho Triều Đại Việt. Nhưng khi dùng từ khủng bố thì phải hiểu nó như thế nào, chứ không phải khi đối kháng về chính trị thì lại bị gắn ghép cho người ta từ khủng bố. Tất cả những hành vi khủng bố là giống như tình trạng của chính phủ Việt Nam hiện nay như cướp đất, cướp dân, đánh đập dân, bắt vào tù, thậm chí có người còn bỏ xác trong tù. Vậy thì hành vi đối diện với người dân có phải là khủng bố hay không? Còn Triều Đại Việt chỉ đối diện với công quyền chứ chưa đụng chạm đến một người dân, không gây thiệt hại cho người dân thì không gọi là khủng bố. Trước nhóm Triều Đại Việt đã có hai tổ chức chính trị của người gốc Việt có trụ sở tại Mỹ và Việt Tân, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đã bị đưa vào danh sách mà Việt Nam chỉ định là khủng bố, tài trợ khủng bố. Điều đáng nói là chỉ định này được Việt Nam công bố cùng lúc công bố danh sách liên quan đến khủng bố do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chỉ định. Tổng Bí thư Đảng Việt Tân Lý Thanh Hùng đã trả lời báo chí khi đó cho rằng chính phủ Việt Nam đã cố ý gây hiểu lầm khi công bố danh sách do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chỉ định cùng với danh sách do Việt Nam chỉ định và cùng một sự kiện. Theo ông Lý Thanh Hùng, danh sách mà Liên Hợp Quốc đưa ra toàn là những người bị các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc gán ghép mà đa số là những người nằm trong lực lượng khủng bố Hồi giáo. Việt Nam đã lập lờ đánh lận còn đèn, công bố danh sách của Liên Hợp Quốc, rồi nhân đó đề cập đến Việt Tân hay chính phủ quốc gia lâm thời để tạo một sự hiểu lầm. Trong khi đó, Việt Tân là một tổ chức đấu tranh ôn hòa nhằm chấm dứt độc tài và canh tân đất nước, có trụ sở hoạt động công khai tại Mỹ, một quốc gia đứng hàng đầu trong việc chống khủng bố. Cho đến nay, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam chưa đưa ra được bằng chứng nào về việc Việt Tân giết người, đặt bom hoặc bắt cóc. Trong khi đó, lịch sử 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam đã ghi nhận nhiều tội ác mang tính diệt chủng, chống nhân loại như vụ Xô Viết Nghệ Tĩnh, cải cách ruộng đất, nhân văn giai phẩm, xét lại chống đảng, Tết Mậu Thân năm 1968, tù cải tạo sau năm 1975, vân vân. Chỉ nói về cải cách ruộng đất từ năm 1949 đến năm 1956 ở miền Bắc Việt Nam, với dân số khoảng 16 triệu người thời bây giờ, cải cách ruộng đất đã giết oan 173.008 người, thường dân vô tội theo thống kê trong cuốn Lịch sử Kinh tế Việt Nam 1945-2000 do Viện Kinh tế Việt Nam xuất bản trong nước, tức là cứ chưa tới 100 người thì có một người bị giết. Đây là một thời kỳ kinh hoàng cho toàn xã hội miền Bắc. Đây là hình ảnh, một số trong hình ảnh cải cách ruộng đất do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tại Việt Nam đã khiến hàng trăm ngàn người Việt Nam bị thảm sát. Nói đến tội ác trong cải cách ruộng đất, ông Nguyễn Minh Cần, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Hành chính thành phố Hà Nội cho biết là có 4 nét tương đối nổi bật cần quan tâm, đó là thứ nhất, tội tàn sát thường dân vô tội, tội ác chống nhân loại. Người nông dân Việt Nam vốn hiền hòa, chất phác, đang làm ăn sinh sống và hết lòng đóng góp cho Đảng, bỗng dưng bị Đảng cướp, giáng cho một đòn chí mạng. Tầng lớp năng nổ, giỏi, biết làm ăn thì bị gán cho là địa chủ, cường hào, ác bá, bị triệt hạ đến hết đường sinh sống. Những cán bộ của Đảng ở nông thôn đã từng là vì Đảng mà chịu nhiều hy sinh cũng bị quy là phản động, gián điệp, việt gian, vân vân, để rồi bị trừng trị, bị bắn giết, man dợ. Thứ hai, đó là tội phá hoại truyền thống tốt đẹp mấy ngàn năm của dân tộc. Truyền thống hiếu hòa, thương yêu nhau, đùm bọc lẫn nhau, lá lành, đùm lá rách, đầy tình người, rất đậm đà ở nông dân Việt Nam, được dân ta xây dựng hàng ngàn năm đã bị Đảng Cộng sản Việt Nam phá vỡ trong thời kỳ cải cách ruộng đất. Thứ ba, là tội phá hoại luân thường đạo lý dân tộc. Trong lịch sử dân tộc Việt Nam, chưa bao giờ đạo lý làm người bị đảo điên một cách quái đản như trong thời kỳ cải cách ruộng đất. Con cái phải bịa chuyện gian dối, đấu tố cha mẹ, mà ông Trường Chinh, cố vấn đầu tiên của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đã đấu tố cha ruột đến chết để làm gương. Vợ, chồng, anh em phải đấu tố lẫn nhau, hàng xóm láng giềng phải tìm cách vu khống, nói xấu, gây căm thù, giáng họa cho nhau. Kẻ bị đấu tố bị trói chặt, bị quỳ gục trước mặt như một tội nhân trước đám đông bao quanh, chịu đủ loại cơ hình, phải gọi người đang đấu tố mình là ông, là bà và phải xưng là con, dù người đó chỉ là đứa con nít hay nó chính là con của mình.
người đứng ra đấu tố thì gọi nạn nhân là mày, là thằng nọ, con kia, rồi mắng nhiếc đủ điều, thô tục, vân vân. Cuối cùng, nạn nhân bị giết bằng nhiều cách như sự bắn hay chôn toàn thân xuống đất, chỉ hở cái đầu, rồi dùng trâu kéo cày cho đứt cổ nạn nhân trước sự chứng kiến của quần chúng. Kể cả thân nhân cũng buộc phải chứng kiến để tạo khủng bố tinh thần. Nhiều người, nhất là trẻ con, phải bắt chứng kiến cảnh khóc ré lên rồi ngất xỉu. Nhiều trường hợp, người trong gia đình nạn nhân bị điên loạn, mất trí, con cái bơ vơ, không nơi nương tựa, vân vân. Thật là một bi kịch hãi hùng, cảnh địa ngục trần gian cho dân tộc Việt Nam. Thứ tư là tội phá hủy truyền thống tâm linh văn hóa dân tộc. Trước cải cách ruộng đất, các nhà thờ, nhà chùa, đình làng, vân vân đều có ruộng đất riêng để lo sửa sang, tu bổ nơi thờ phụng, cúng tế hàng năm, cũng như nuôi sống tu sĩ và nhân sự chăm sóc việc chung. Nhờ thế hoạt động tôn giáo tâm linh từ thiện được điều hòa. Với cải cách ruộng đất bị trưng thu để chia cho nông dân, các nơi thờ tự, đình làng trở nên điêu đứng, cuộc sống tâm linh hoàn toàn bị xóa bỏ. Chữ thiện, chữ nhân chẳng còn ai nhắc đến. Còn ngày nay, trong thế kỷ 21, thì chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho người bắt cóc ông Trịnh Thế Thành ngay tại thủ đô Berlin của nước Đức, hay điều an ninh sang Thái Lan bắt cóc nhà báo Trương Ngư Dất mang về Hà Nội, hay thậm chí là nửa đêm kéo hàng ngàn quân được trang bị vũ khí hiện đại xộc vào bắn giết đảng viên Lão Thành Lê Đình Kình, bắt sống hàng chục người khác và cướp tài sản của nông dân Đồng Tâm. Đây chính là những điều hành động mà các tổ chức khủng bố theo định nghĩa của luật pháp quốc tế thường làm. Đây là hình ảnh người dân Việt Nam vượt biển trên những con thuyền thô sơ để trốn thoát khỏi chế độ Cộng sản Việt Nam sau năm 1975. Và sau gần một thế kỷ lãnh đạo đất nước, thì chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã biến Việt Nam thành một dân tộc lưu vong, như một ký giả của một tờ báo trong nước đau đớn thừa nhận. Nhà báo này đã viết như sau: khác với dân tộc Do Thái lưu vong hơn ngàn năm trước, dân Việt Nam chỉ bắt đầu lưu vong đại trà từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Dân tộc này không hành trình theo Chúa nhưng vẫn phải chịu một định mệnh thê thảm không kém. Cuộc chiến tranh giữa hai miền anh em với vũ khí bom đạn được ngoại bang kết thúc, đất nước được gom về một mối, những tưởng sẽ bắt đầu một thời đại vàng son. Nhưng không ngờ, thời đại đó biến thành một cuộc phân ly bi thảm. Vượt qua cả dân tộc Do Thái, người Việt Nam vượt lên dẫn đầu lịch sử lưu vong của nhân loại bằng cuộc di cư chính trị quy mô nhất về mặt số lượng từ trước đến nay. Hàng triệu người đã lao ra biển trên những chiếc tàu đánh cá các loại để thoát khỏi đất mẹ của mình, chấp nhận cả cái chết để lưu vong. Một phần của dân tộc đã làm mồi cho cướp biển và cá mập và bị nhốt trong những trại tị nạn nghẹt thở ở các nước Đông Nam Á. Cuộc di cư khốc liệt của người Việt đã đưa họ đến khắp nơi trên thế giới, kể cả châu Phi, điều mà trước năm 1975 cả hai miền Bắc và Nam đều không hề có. Tâm thức lưu vong kể từ mốc thời gian đó đã phục kích trong các tầng lớp dân Việt Nam, đóng đinh trong đầu họ cho đến tận bây giờ, không ngơi nghỉ và không có cơ hội để chấm dứt. Vậy tại sao người Việt Nam lại khao khát lưu vong đến như thế? Câu hỏi này quá dễ trả lời bằng câu thành ngữ Việt Nam như đất lành chìm đậu. Khi đất mẹ không còn lành thì người dân Việt Nam sẽ tìm cách ra đi như một tất yếu để tìm đến mảnh đất lành hơn. Không ai muốn tương lai gia đình, con cái của mình sống trong một môi trường bị nhiễm độc, nền giáo dục, y tế thiếu chất lượng, sự bất nhất giữa nói và làm của những người điều hành xã hội, sự giả dối lừa lọc nhau giữa người và người, niềm tin cùn mòn vì mọi thứ đều có thể làm giả, từ học vấn giả, nhân cách giả đến cả lịch sử cũng bị làm giả, rồi người dân bị cấm đoán nói lên sự thật của đất nước của mình, vân vân và vân vân. Đó là chưa kể nỗi sợ hãi bị mai phục và thôn tính đến từ anh bạn vàng, láng giềng khổng lồ phương Bắc nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Bảy ngày 9 tháng 1 năm 2021 với bản tin Đảng Cộng sản Việt Nam dán nhãn khủng bố cho đối kháng chính trị. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.